Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để lính già non cơ tung đòn do thám chính khách Mỹ-Âu, Tô Lâm mang nỗi ê chề về cho ông Tổng. Lại nói đến Cục Phó Cục B05 Bộ Công an Đỗ Mạnh Sơn, ông này biết là người hết thời và cũng là người bất tài. Ông là người cần phải bị thải loại ra khỏi Bộ Công an vì hai lý do. Lý do thứ nhất là ông đã quá tuổi theo luật lao động, thứ nhì là ông không có uy tín trong ngành. Về công tác chuyên môn và trách nhiệm đối với vai trò Cục Phó B05, ông không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông Sơn là người có ích đối với Tô Lâm trong vấn đề đấu đá nội bộ, nên được Tô Lâm giữ lại. Người lính già Đỗ Mạnh Sơn của Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm ưu ái cho Đỗ Mạnh Sơn giữ nguyên chức vụ sau khi đã qua tuổi nghỉ hưu đang làm cho cán bộ trong cơ quan dị nghị. Họ không nói ra nhưng rõ ràng họ đã không phục, và đó cũng là một loại áp lực khiến cho Đỗ Mạnh Sơn cần phải lấy lòng Tô Lâm để được xếp giữ lại lâu hơn nữa. Theo như nhận xét của một người bên trong nội bộ ngành công an, ông Tô Lâm đã chỉ ký cho ông Sơn ở lại ghế đến hết tháng 6 năm 2024, rồi sẽ tính tiếp. Nghĩa là ông Tô Lâm cũng đang tìm người để thay thế người lính già vốn đã hết hạn sử dụng này. Vào ngày 9 tháng 10 vừa qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bẽ mặt vì báo chí thế giới đồng loạt đưa tin chính quyền này đã cố gắng cài phần mềm gián điệp vào điện thoại của các quan chức Hoa Kỳ và giới truyền thông của Mỹ trong lúc họ đang cùng chính quyền Biden đàm phán để nâng cấp quan hệ song phương. Thông tin này từ một báo cáo mới của tổ chức Ân xá Quốc tế được tờ báo Washington Post, đài CNN và các hãng thông tấn khác của Mỹ loan tải. Phía nước ngoài cho biết các tin tặc liên kết với Việt Nam đã cố gắng sử dụng các nền tảng truyền thông mạng xã hội X mà trước đây gọi là Twitter và Facebook để cài phần mềm gián điệp vào điện thoại của hàng chục mục tiêu cấp cao, bao gồm các nhà lập pháp Hoa Kỳ, các quan chức của Liên Hợp Quốc và các nhà báo cũng như CNN. Báo cáo điều tra nói rằng các đặc vụ của chính quyền Việt Nam hoặc những người đại diện cho họ có thể đứng đằng sau chiến dịch phần mềm gián điệp này. Vì non cơ nên Đỗ Mạnh Sơn đã cho Hà Ngọc Ninh làm chuyện đáng xấu hổ này. Có thể nói dùng phần mềm gián điệp được bán rộng rãi trên thế giới để theo dõi các quan chức của những cường quốc và về công nghệ thông tin là cách làm của một kẻ non cơ. Ít nhất muốn theo dõi ở nước ngoài thì cần phải tự phát triển phần mềm gián điệp riêng, chứ mua những sản phẩm phổ thông như thế thì phía bị theo dõi ắt đó có thuốc trị. Vì thế đã không theo dõi được ai mà Đảng Cộng sản còn bị một phen vẽ mặt trên truyền thông quốc tế. Người chịu trách nhiệm cho những sai lầm ngớ ngẩn này là ông Tô Lâm chứ không ai khác cả. Và liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có hỏi tội ông Tô Lâm hay không? Theo thông tin từ nội bộ cho biết, chính Đỗ Mạnh Sơn là cánh tay phải của ông Tô Lâm đã bí mật lệnh cho cấp dưới là Đại tá Hà Ngọc Ninh, trưởng phòng tấn công mạng, thực hiện cuộc tấn công vào các chính khách Mỹ, châu Âu thông qua mạng xã hội X như báo chí đã đưa tin. Được biết, Hà Ngọc Ninh là đàn em thân tín của Đỗ Mạnh Sơn, mới được bổ nhiệm làm trưởng phòng cách đây không lâu. Ông Ninh được bổ nhiệm sau khi ông Sơn đuổi người trưởng phòng tiền nhiệm đi nơi khác vì hay tranh cãi với ông Sơn. So với người tiền nhiệm, ông Ninh không hiểu gì về tấn công mạng, không biết gì về kỹ thuật, nên làm bừa đến mức ngây ngô đến như vậy. Tô Lâm đang sử dụng một người lính già thiếu năng lực. Có người nhận xét rằng ngu dốt cộng với nhiệt tình thành phá hoại, thì trong trường hợp này ứng với Đỗ Mạnh Sơn là không sai chút nào. Chỉ vì ông này muốn lấy điểm trước mặt Tô Lâm mà đạo diễn một dự án theo dõi chính khách châu Âu và Mỹ với cách thức không thể đáng xấu hổ hơn. May mà phía Mỹ không thèm chấp, nếu không rất có thể quan hệ Việt Nam và Mỹ sẽ không còn suôn sẻ. Muốn giúp cho Tô Lâm có tiếng thơm nhưng cuối cùng lại mang về sự ê chề cho Đảng. Không biết Tô Lâm giữ lại Đỗ Mạnh Sơn để làm gì? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin để lính già non cơ tung đòn do thám chính khách Mỹ-Âu, ông Tô mang nỗi ê chề về cho Tổng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đồng môn tương tàn để ghim tay Thủ tướng, Tô Lâm ra quyết định đạp lên luật lao động. Khi còn ở Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính và Tô Lâm là hai người cùng thăng quân hàm một lượt, cùng được bố trí những chức vụ tương đương nhau. Tuy nhiên, cấp bậc cao nhất của Phạm Minh Chính tại Bộ Công an chỉ dừng lại ở chức Thứ trưởng và quân hàm Trung tướng. Còn Tô Lâm lên đến Bộ trưởng và giữ quân hàm Đại tướng. Bởi từ năm 2011, ông Phạm Minh Chính đã rời Bộ Công an về làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh. Vậy nên có thể nói ông Phạm Minh Chính và Tô Lâm là đồng nghiệp của nhau. Hai người này đã từng là đồng nghiệp. Nếu ông Chính còn ở Bộ Công an thì có lẽ hiện giờ ông và Tô Lâm sẽ choảng nhau theo cách khác. Choảng nhau để tranh giành vị trí số 1 trong bộ này. Tuy nhiên, việc tách khỏi Bộ Công an đã đưa ông Phạm Minh Chính lên vị trí cao hơn hẳn. Về mặt nhà nước, ông Tô Lâm hiện là cấp dưới của ông Phạm Minh Chính. Về mặt đảng, ông Tô Lâm cũng lép vế hơn ông Chính, bởi ông Chính là nhân vật thứ 3 trong Bộ Chính trị, còn Tô Lâm là nhân vật thứ 7. Trụ Thủ tướng được xem là dưới cơ trụ Tổng Bí thư. Một trong những nguyên nhân là bởi trụ Thủ tướng không kiểm soát được Bộ Công an, mặc dù ông Thủ tướng từng là Thứ trưởng của Bộ Công an. Trước đây, ông Nguyễn Tân Dũng là Thủ tướng thì có ông Lê Hồng Anh làm Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Lê Hồng Anh và Nguyễn Tân Dũng đều trưởng thành từ Kiên Giang. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng rất có tham vọng muốn kiểm soát Bộ Công an, nhiều Nguyễn Tân Dũng đã từng làm. Tuy nhiên, Tô Lâm lại không đầu quân cho ông Chính mà đầu quân cho ông Tổng Bí thư. Và có lẽ không đời nào ông Tô Lâm lại đầu quân cho người mà trước đây Tô Lâm được xem là đối thủ của mình tại Bộ Công an. Về thứ tự trong tứ trụ thì ông Phạm Minh Chính đứng thứ 3, nhưng về thực quyền thì ông Chính đứng thứ nhì, chỉ sau ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Cho nên trừ ông Tổng Bí thư ra, không ai có khả năng hạ bệ ông Thủ tướng. Mà theo đánh giá của một người trong nội bộ, ngay cả ông Tổng Bí thư cũng khó mà hạ được ông Thủ tướng. Tuy nhiên, để ghi đè ông Thủ tướng, hạn chế khả năng tranh bá của trụ Thủ tướng vào Đại hội 14 sắp tới thì có thể. Một trong những nhân vật có thể giúp cho ông Tổng làm được điều đó chính là Tô Lâm. Tô Lâm hiện là cánh tay đắc lực cho ông Tổng. Ông Phạm Minh Chính vốn là người giỏi toan tính. Khi rời Bộ Công an, ông vẫn cài đàn em tại Cục Tình báo Kinh tế, Khoa học, Bộ Công nghệ và Môi trường B05, Bộ Công an, nơi mà ông Phạm Minh Chính từng làm Cục trưởng. Theo thông tin nội bộ cho biết, B05 là ổ của ông Phạm Minh Chính, là nơi ông Chính có ý đồ nuôi quân để đẩy dần lên vị trí đứng đầu Bộ Công an. Tuy nhiên, toan tính này đã bị Tô Lâm quyết chặt cho bằng được bằng cách giữ Đỗ Mạnh Sơn ngồi lì ở ghế Tổng Cục Phó, không cho bất cứ đám em nào của Phạm Minh Chính có thể ngóc đầu lên nổi. Lính già Đỗ Mạnh Sơn của Tô Lâm. Đỗ Mạnh Sơn sinh ngày 18 tháng 7 năm 1963. Đúng ra, ông Sơn sẽ phải nghỉ hưu vào ngày 18 tháng 7 năm 2023 theo luật lao động. Mà một khi Đỗ Mạnh Sơn nghỉ hưu thì nút thắt của Phạm Minh Chính tại Bộ Công an sẽ được mở. Tuy nhiên, Tô Lâm bất chấp luật. Hiện tại, ông Sơn đã chính thức được Tô Lâm ký quyết định cho phép tiếp tục ở lại giữ cương vị đứng đầu B05 cho đến hết tháng 6 năm 2024. Luật lao động do Quốc hội đẻ ra không bằng cái chữ ký của ông Tô. Hiện nay, ông Tô Lâm còn 8 tháng để tìm người thay thế vị trí người lính già Đỗ Mạnh Sơn và cũng không loại trừ khả năng ông Tô Lâm lại một lần nữa bất chấp luật pháp giữ Đỗ Mạnh Sơn lại cho đến hết nhiệm kỳ. Tại Bộ Công an, Tô Lâm là ông vua một cõi, đã từng xem luật pháp quốc tế không ra gì và thường xuyên không dùng luật để bắt người. Thì Tô Lâm không ngại gì đạp lên luật pháp để mà kìm hãm đàn em của Phạm Minh Chính tại Bộ Công an. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Đồng môn tương tàn để ghìm tay Thủ tướng, ông Tô ra quyết định đạp lên luật lao động. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de